Đánh là gớm của nó. Đánh là gớm của nó. Rồi. Ui. Lấy rồi. Ui. Anh Hải ơi. Anh Hải ơi. Anh Hải. Dậy. Dậy anh Hải ơi. Dậy đi. Dậy đi. Anh làm sao vậy? Anh cứu anh. Anh làm sao vậy? Ui. Cười cho anh. Ui. Ui, cười cười với anh. Nó vẹ mặt anh thành mạch hai câu, nó biết đi. Đây này. Đâu? Đây này. Em nhìn thấy gì đâu? Mặt mặt anh. Ui. Shop haidetsai.com bằng nick game uy tín của Hải TV, giảm giá 88% tất cả các nick trên shop, đảm bảo các nick game liên quân free fire poker trên shop đều trắng thông tin và có thể đổi mật khẩu. Đây nha mọi người nha. Mình mang mặt nạ đây, là mình hôm nay mình đem đến để trao đổi hú vàng của nó. Đây là súng mặt nạ mình đã đập vỡ và phá hủy của nó rồi. Giờ mang đến để cho nó shot, để nó đổi cho mình, đúng không? Đúng rồi, đổi hết. Cứ mang đến hết cho nó. Anh ơi, đâu rồi? Nó ở đây không anh? Rượu nó ở đây không? Đâu rồi? Rượu nó ở đây không? Không biết. Anh ơi, mang mặt nạ đến này. Ui, anh ơi. Ê. Nó trong ống cống kìa. Đâu? Ui, nó đang trong ống cống kìa. Ôi, mặt nạ này. Mày, thấy cháu phá hủy chưa? Thấy em. Thấy cháu phá hủy mặt nạ của ngươi chưa? À. Thì dám phá hủy mặt nạ của ta. Đúng rồi. Ngươi, ta mang còn chỗ mặt nạ này. Ta mang đến để đổi lấy cái hú vàng kia. Thì ngươi đổi thì đổi đây. Còn rất là nhiều. Nữa. Bây giờ mà ngươi không đổi là bọn ta phá hủy hết đấy. Đúng vậy, không đổi là ta phá hủy này. Thấy chưa? Có đổi không? Ui. Cho ta mất một nửa rồi. Có đổi nữa không? Một nửa, không được rồi. Đổi không? Ta không cần nữa. Ui Nhải. Mọi người cút đi. Sao hôm nay anh đập nó không đau nữa vậy? Không cần nữa chứ. Nó có ý đồ gì à? Sao vậy? À, nó đang chạy vào bên trong nha. Ừ, có việc gì nữa? Nó đang chạy vào bên trong. Ở đâu? Đâu rồi? Đâu rồi? Ui, nó đâu rồi em ơi? Ở đâu rồi? Sao này nó đập nó không cần đến nhỉ? Hả? Sao này đập mặt nạ nó không cần đến nhỉ? Em biết làm sao được? Hay là nó có cái tòa gì à? Ui anh ơi! Ui nó ngay trên đầu anh kìa kìa! Ui anh ơi! 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 Đây! Đây! Ui nó bóp cổ anh kìa! Nó bóp cổ anh kìa! Ui ta gì đâu? Bọn ta biết sai rồi! Bọn ta biết sai rồi! Đi ui nó vẽ, ui nó vẽ mặt hai cơ cho anh Hải. Ui anh Hải ơi, anh Hải ui ngất rồi. Anh Hải ơi, ui biến anh Hải thành hai cơ. Ui bây giờ ra nó loanh quanh biến luôn cả mình thành hai cơ ấy. Ui anh Hải ơi, anh Hải tỉnh dậy đi. Lô lệ của ta. Ui, nó biến anh Hải thành lô lệ của nó. Chết rồi. Ui, không có ai nhà cả, không có ai lên đây cùng mình rồi. Ui. Ui, trả giá những gì người đã làm. Ui. Ui rồi. Ui. Nó vẽ đúng cái mặt hacker cho anh Hải rồi. Nó đi biến anh Hải thành hacker rồi. Ui. Anh Hải ơi. Tùng tao, ngã mặt tao. Ôi chết ôi. Trả giá cho những gì mà các người làm. Tại anh Hải phá hủy mặt nạ của nó nên bây giờ nó tức, nó biến anh Hải thành anh cơ rồi. Muốn anh Hải nếm trải cảm giác của nó rồi. Anh Hải ơi. Giờ làm sao? Bây giờ ra chắc nó biến mình thành anh cơ luôn ý. Biến khuôn mặt người thành cái mặt nạ hacker. Ui. Ui sao có cả xanh đỏ tím vàng vậy? Ui chết rồi. Ui trông. Ui chết rồi, nó sắp vẽ xong rồi. Ui. À. Đánh là gớm của nó. Rồi.
Ui. Lấy rồi. Ui. Anh Hải ơi, anh Hải ơi, anh Hải, dậy, dậy anh Hải ơi, dậy đi, dậy đi. Anh làm sao vậy? Anh cứu anh. Anh làm sao vậy? Ui. Cười cho anh. Ui. Hả? Ui. Cười cười thôi anh. Nó vẹ vẹ mặt anh thành mạch hai câu nó bị. Đây này. Đâu? Đây này. Anh nhìn thấy gì đâu? Mà mặt mặt anh. Ui. Cười cho anh. Cười ra đi. Bỏ ra. Cười ra cho anh về đi. Anh chọn quá. Ui, anh ơi, nó biến mặt anh thành hacker này. Ui, nó vẽ, nó vẽ. Ui, ui, nó, ui, nó. Đấy, em chạy đi. Thân thành vương, biến thành hacker. Cho người làm vô lạc của ta, suốt đòi. Ôi, chết rồi. Suốt đòi, người sẽ không biến thành người nữa. Ui, con này ác vậy. Ui, nó vẽ xong rồi, bây giờ nó chỉ đợi để nó làm phép thôi. Ui, nó ngó cái gì vậy? Mặt chỉ còn đỏ, mặt trời lên thôi. Ui, chết rồi. Ui, mặt trời lên là anh này thành hai cơ rồi. Máu hạt cơ chảy vào cơ thể người. Không còn được người thôi. Chết rồi, anh ơi, chạy đi anh ơi. Chạy đi anh ơi. Được. Là tác phẩm của ta. Đám phán là hết cả mặt nạ của ta. Ý, bịt ngay mà. Nó ở đây ta cho người nếm thử nỗi đau khổ của ta. Phán là mặt nạ của ta. Chết rồi. Con này nó tức lắm nên nó mới làm vậy. Bắt người làm nô lệ. Sống không bằng chết. Chẳng nhẽ anh chủ ở đây. Ui, chẳng nhẽ anh hành thành hay cơ thật à? Ui, nó đi rồi. Cái đi, nó đi rồi, từ. Ui, anh ơi. Ui, đi chưa? Nó đi rồi. Ui, nó lấy cái màu này, nó vẽ lên mặt anh đây này. Nó bảo cái gì mà. Nó bảo bây giờ mà mặt trời lên là anh biến thành hacker mày mãi. Ui, chết rồi. Nó trừng trị anh, ai bảo anh tự nhiên phá mặt nào. Đâu, sao lại? Điện thoại mày xem nào, đánh xem mặt anh nhờ. Ui, thấy chưa? Đây này, gương này, thấy chưa? Ui, đây này. Vẫn có 5 màu. Lau đi, anh lau đi. Lau đi là anh không thành hacker nữa. Ui, lấy cái gì lau nhờ? Lau đi. Nhìn tốt đúng là hacker ạ. Hacker, màu trắng này, màu đỏ này, màu xanh này. Nó biến anh thành hacker biến dị ấy. Ui, chạy nhanh lên, bây giờ chạy. Về. Nó đâu? Chạy đi. Ui, anh ơi, chạy. Ui, anh ơi, nó kìa. Anh ơi, đi, chạy không? Chạy thôi anh ơi. Chạy. Ui, anh ơi. Chạy anh ơi, về anh ơi. Anh làm sao vậy? Quay lại anh ơi. Anh quay lại. Quay lại anh ơi. Ui, anh này thành hacker. Thôi. Tôi chết rồi. Ui, đúng mặt trời lên rồi. Mặt trời lên rồi. Anh Hải ơi. Đi về anh ơi. Ngươi giải phép cho anh Hải về với bọn ta đi. Ngươi để anh Hải thành hacker được. Giờ hắn là nô lệ trung thành nhất của ta rồi. Ui. Hắn giờ không là con người nữa. Bây giờ ông muốn bọn tôi làm gì thì ông phải biến anh Hải thành người trở lại. Các ngươi đã mua hết đồ của ta. Đến đây phá của ta. Chụp cái mặt nạ nữa. Người tính rào. Ông chỉ cần cho anh Hải về bình thường. Ông bảo bọn tôi làm gì bọn tôi cũng làm. Bây giờ các ngươi không còn giá trị nữa rồi. Ui. Hắn là người của ta. Bây giờ ngươi có muốn biến thành nô lệ của ta không? Ui, mẹ, về, tôi không biến biến thành anh. Anh Hải ơi, anh Hải, em về đây.